Bá Tiến xin được mấy chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố Tóm tắt sơ qua tập trước Sau khi Tô Bạch giải cứu Mập Mạp khỏi cái gã da đen bị à, chết trong nhà thiêu kia Thì à, hắn đã trao đổi cái à, kính bát quái, một bảo vật của cái tên da đen này cho Mập Mạp Và đổi lấy được một số món bảo bối từ Mập Mạp Trên đường đi về thì Tô Bạch bị một nhóm ba người thính giả kết nối với nhau và định lừa Tô Bạch để lấy những món bảo vật kia, nhưng mà bị Tô Bạch phản kích ngược lại. Và lúc này thì Tô Bạch đang đuổi theo một thính giả có sở trường là bắn cung. Và tập trước chỉ có vậy thôi. Tập này thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp nha. Và hãy sớm ủng hộ kênh để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nha. chương 921 Trên thực tế đúng là như vậy Nếu không lúc trước hòa thượng sẽ không bị tô bạch làm cho mặt mũi xám xịt như vậy Đúng lúc này Một tiếng động cơ từ phía sau chuyển đến Tôn tàng giống như con chuột nhỏ bị hoảng sợ vậy Lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác Anh ta nhìn thấy một chiếc taxi đang hướng về bên này Đây là con đường nhỏ nông thôn Độ lớn chỉ đủ cho hai chiếc xe đi thôi chung quanh còn có nhà dân nữa ở chỗ này lái xe với tốc độ nhanh như vậy Trừ khi là nổi điên Nhưng mà thị lực của tôn tàng rất tốt Anh ta lập tức nhìn thấy người ngồi trên ghế lái Người đang lái chiếc xe taxi kia chính là Tô Bạch Đáng chết Hắn lại tới rồi Trong lòng tôn tàng đã sớm đè nén lửa giận rồi Anh ta không cách nào ép xuống được Bị Tô Bạch đuổi nhiều lần như vậy Xa như thế Đối phương vậy mà không buông bỏ Tiếp tục đuổi theo đây là đang ép anh ta. Cá chết, rách lưới mà. Một loại suy nghĩ điên cuồng không ngừng nảy sinh trong đầu tôn tàng. Cho dù ở hiện thực hay chuyện xưa, độ khó của chuyện xưa tiếp theo có tăng lên. Không vấn đề gì cả. Bây giờ ông đây giết chết ngươi rồi nói sau đi. Đây cũng là bởi vì Tô Bạch cứ thế mà ép tôn tàng phát điên. Tôn tàng dương cung lên. Anh ta không trốn tránh, không e ngại nữa. Chỉ có hừng hực lửa giận và phẫn nộ thôi. Một phút sau, từ trong lòng bàn tay của anh ta không ngừng chảy ra máu tươi. Sau đó máu tươi này dung nhập vào trong cung tên. Cung tên bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đấy, cả người tôn tàng căng ra trong miệng làm bẩm chú ngữ khó hiểu. Một bóng dáng con rồng màu đỏ xuất hiện, lấy một loại khí thế lao thẳng về phía trước, không chịu lùi bước đâm thẳng về phía taxi bên này lúc đầu tô bạch giẫm chân ga thật vất vả mới có thể lần theo ông ta đúng lúc này thì tô bạch bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng rồng đỏ xông về phía mình trong miệng vô thức phát ra một tiếng gầm nhẹ thế nhưng lúc này nếu như muốn chuyển hướng hoặc là dừng xe đã không còn kịp nữa rồi may mắn tô bạch không có thắt dây an toàn bởi vì chiếc xe này là do hắn cướp được sau khi nhìn thấy con đường phía trước đã bị con rồng này làm cho hư hại nghiêm trọng tô bạch dứt khoát mở cửa xe cả người nhảy ra ngoài nhưng mà bản thân hắn vẫn bị ảnh hưởng cả người bị hất tung đi nặng nề rơi xuống đất sau khi phóng ra một chiêu này thì cả người tôn tàng quỳ dạp trên mặt đất sắc mặt của anh ta trắng bệch thậm chí dường như hô hấp của anh ta trở nên mong manh hơn lúc này anh ta thật sự rất yếu ớt còn bên kia tô bạch đã máu me be bét nằm ở bên bờ ruộng rồi khắp người hắn đều là vết thương chẳng qua tô bạch vẫn run rủi vươn tay vào trong áo của mình sau đó từ từ lấy ra trước mặt nạ kia tô bạch nghiêng mặt nằm trong ruộng đầu của hắn hơi dịch chuyển về phía mặt nạ mặt nạ mặt cuối cùng cũng chạm vào nhau rồi trong nháy mắt khi mặt nạ chạm vào mặt của tô bạch Tô Bạch cảm thấy bản thân của mình đã quên đi hết đau đớn. Cả người của hắn trở nên vô cùng bình tĩnh. Dường như mỗi lần hắn hô hấp, hắn đều có thể nắm giữ được một cách hoàn mỹ. Tô Bạch chậm rãi đứng dậy. Cả người lâng lâng. Hiện tại hắn cảm thấy linh hồn của mình giống như thoát khỏi mọi loại trói buộc. Thậm chí hắn còn muốn gỡ lớp da của mình. Tự tay đánh gãy xương của bản thân mình, loại bỏ máu thịt. Đem chính mình giải thoát ra đây là một loại cảm giác rất khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được bởi vì sau khi đeo mặt nạ lên sâu trong lòng tô bạch dâng lên một loại cảm giác không phải miệt thị với cảnh vật xung quanh mà chính là một loại miệt thị với chính mình hắn cảm thấy cơ thể này có mất đi cũng không tiếc hủy hoại đi càng tốt hơn chính loại tâm trạng này trong lúc vô tình đã đem ý thức của tô bạch tách ra khỏi cơ thể này hắn không còn cảm giác được đau đớn không hề cảm nhận được vui vẻ. Chỉ còn lại có giết chóc thôi. Lúc Tô Bạch bước đi, bước chân của hắn khập khiễng, nhưng mà lại rất kiên định. Máu tươi không ngừng ở trên người của hắn chảy ngược vào trong, da thịt không ngừng biến hóa. Đây là huyết thống ma cà rồng đang chữa trị cho cơ thể của hắn. Chẳng qua có lẽ bởi vì thương thế của Tô Bạch quá nặng, cho nên khả năng khôi phục lại chậm hơn đi. Dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng nhất lúc này chính là hắn cần máu tươi, máu tươi mới. Có nguyên liệu mà là máu tươi, thì huyết thống của ma cà rồng mới có thể phát huy được đặc tính của mình. Lúc này tôn tàng đã hoàn toàn vô lực. Anh ta cố hết sức, muốn dơ cung tên lên, nhưng mà vô cùng, thậm chí cánh tay trái của anh ta đã gãy xương rồi. Bây giờ cho dù anh ta có dùng sức thì cũng chẳng có cách nào để dơ một cánh tay gãy để bắn tên tô bạch không ngừng đến gần anh ta duy trì một tốc độ chậm rãi tuy khập khiễng nhưng mà lại mang đến một loại áp lực vô cùng lớn có lẽ điều này liên quan đến tính cách có một loại người không e ngại việc tiến vào chuyện xưa giống như tô bạch thời gian dài không được phát thanh khủng bố gọi vào chuyện xưa chân tay thì không được giãn gân cốt ngược lại cảm thấy nhớ đến hoảng loạn luôn cho nên thật vất vả mới có thể ở trong hiện thực gặp được cơ hội danh chính ngôn thuận đi giết chết thính giả. Nói một cách dễ hiểu, loại cảm giác này giống như là một tên sắc lang đói khát phụ nữ. Bỗng nên nhìn thấy một cô gái yểu điệu, lột sạch quần áo đứng trước mặt mình khiêu vũ vậy. Không có chỗ thương lượng sao? Tôn Tạng vô lực nói. dáng vẻ này nếu như không giết được Tô Bạch, Tôn Tạng đã hoàn toàn từ bỏ thật ra trong lòng của tôn tàng thì không có bao nhiêu oán trách chẳng qua anh ta rất cảm thấy ủy khuất đúng thế rất ủy khuất nếu như không phải là tại quy củ đáng chết của phát thanh khủng bố bọn họ chân chính đi vào chuyện xưa thì người thanh niên trước mặt này làm sao có thể đánh cho ba người thành dạng này hoặc là nói nếu như ngay từ đầu ba người thể hiện ra loại thái độ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành bày ra một loại quyết tâm cho dù có phải làm trái với cả quy củ của phát thanh khủng bố ba người bọn họ nhất định phải cùng tiến cùng lui khả năng người trước mặt này không thể khoa trương như vậy được triệu nhà sẽ không chết bản thân của anh ta thì cũng sẽ không ở kết cục này tô bạch lảo đảo đi đến đối mặt với cả lời nói của tôn tàng tô bạch chỉ hơi lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái trong mắt của tôn tàng nhất thời xuất hiện hy vọng phần lớn đối mặt với cả tử vong con người ta vẫn rất sợ hãi chẳng qua lúc này tôn tàng đã quên mất tô bạch đã giết triệu nhã như thế nào có lẽ đối với cả người bị tâm thần như tô bạch mà nói giết người chính là một loại niềm vui đến mức sinh ra một loại nghệ thuật nên giết người như thế nào mới có thể làm tăng nên niềm vui của mình đây ví dụ như bản thân lúc ăn cơm đã là niềm vui rồi mà mỹ thực sắc hương vị đều đủ sẽ làm cho người ta thích thú hơn khi ăn cơm tô bạch đeo mặt nạ lên hắn đã biến thành một cái máy móc bị chính cảm xúc tiêu cực của mình khống chế dĩ nhiên đây là điều tô bạch vui vẻ tiếp nhận có chuyện tôi muốn nói với anh tô bạch lên tiếng nói giọng nói của hắn có hơi suy yếu mang theo một chút gì đó mệt mỏi trên thực tế thì tô bạch quả thật bị thương nặng nhưng mà còn tốt hơn tôn tàng. Hơn nữa bây giờ Tô Bạch còn có thể nổ súng. Có đôi khi bóp cò súng thật đúng là đơn giản hơn nhiều so với cả việc kéo cung. Điểm này lúc trước kỵ binh tăng cách thiết lâm ở thời nhà Thanh phát động tấn công với cả súng pháo của Liên quân Anh Pháp đã nói lên tất cả. Nói, cậu nói đi. Tôn Tàng mấp máy đôi môi khô khốc của mình, lộ ra dáng vẻ cấp bách. Có thể nói chuyện có thể co kè mặc cả, không vấn đề gì cả. Thậm chí anh ta có thể dùng tất cả điểm cốt truyện còn lại để đổi đồ cho Tô Bạch. Đều không vấn đề gì cả. Chỉ cần anh ta còn sống thôi. Chỉ cần anh ta tiếp tục sống. Đây là cơ sở. Đây là ranh giới cuối cùng. Phòng tuyến cuối cùng. Tất cả còn có thể nói chuyện. Lúc anh bắn mũi tên kia, anh đã nói cái gì? Tô Bạch hỏi. Cái gì? Tôn Tàng có chút không hiểu. Anh ta không biết Tô Bạch hỏi chuyện này để làm gì. Anh biết tiếng Nhật hả? À? Tôn Tàng lắc đầu cười khổ. Không, chẳng qua tôi cảm thấy lời nói này rất phù hợp với cả kỹ năng của tôi thôi. Cho nên tôi luôn nói câu này. Ồ, thế thì anh nói sai rồi. Câu của anh đại ý là nuốt trưởng kẻ thù của tôi. Không liên quan gì đến bắn tên cả. Sau khi nói xong, Tô Bạch chỉ họng súng vào trước ngực Tôn Tàng. Cả người của Tôn Tàng gần như hóa đá rồi, anh ta không dám tin giờ hỏi. Cậu chỉ muốn nói chuyện này thôi sao? Ờ, Tô Bạch rất nghiêm túc gật đầu. Sau đó bằng, tiếng súng vang lên. Cho dù xã hội nào thì cũng có giai cấp thuộc về mình. Xã hội loài người hoặc là quần thể xã hội có giai cấp từ trên cao đến thấp. Thời kỳ trước đã có rất nhiều người mang theo ước mơ cao thượng, muốn đánh vỡ chế độ giai cấp, thành lập xã hội tự do mà con người đều bình đẳng nhưng mấy chục năm hiện thực đã hoàn toàn phá vỡ loại ảo tưởng này hoặc là nói mơ luôn đẹp còn hiện thực thì tàn khốc ví dụ như bệnh viện mà tô bạch đang nằm không mở cửa cho người dân chỉ tiếp nhận những trường hợp đặc biệt thôi người có thể khám bệnh ở đây đều là có thân phận không đơn giản tô bạch đang tiến hành chuyển nhượng tài sản của mình tô bạch chưa hề cân nhắc đến việc là đem tiền tài của mình quên tặng cho những nơi được gọi là tổ chức Ngược lại nó chỉ càng gây thêm tội nghiệp thôi. Suy nghĩ của Tô Bạch rất đơn giản. Hắn đem cổ phần và tài sản trên danh nghĩa của mình có thể chuyển nhượng liền chuyển nhượng ra ngoài, có thể tách ra liền phân chia, cố gắng không làm ảnh hưởng đến sự vận hành của tập đoàn cha mẹ hắn để lại. Là Huân Nhi lợi dụng quan hệ của mình đưa Tô Bạch vào trong bệnh viện này. Bây giờ là sáng sớm, Huân Nhi đang ngồi bên cạnh giường của Tô Bạch để gọt táo sở triệu thì ngồi trên ghế có chút mặt ủ mày trao. một lúc sau thì tô bạch vươn vai ra thương thế trên người của hắn khá tốt rồi điều dưỡng một chút là được hơn nữa trong khoảng thời gian này dưới sự yêu cầu của huân nhi bệnh viện không ngừng truyền máu cho tô bạch mỗi ngày đều có máu tươi đi vào trong người tô bạch cho dù tô bạch không muốn khỏi thì cũng là điều rất khó hơn nữa bởi vì đây là bệnh viện đặc biệt cho nên trong một quá trình điều chữa bệnh không có nhiều hạn chế như là bệnh viện công đâu đã lấy được hết đồ rồi chứ tô bạch hỏi huân nhị đưa quả táo đã gọt xong cho tô bạch tô bạch mỉm cười lắc đầu ra hiệu mình không muốn ăn lúc này đây thì sở triệu lấy lại tinh thần cầm một chiếc túi ở bên cạnh sau đó đặt ở trên giường bệnh của tô bạch đồng thời lấy ra từng món đồ một chiếc dao găm màu tím một cây cung và một số mũi tên cùng với cả một số món đồ chơi nhỏ chiếc dao găm màu tím hẳn là của triệu nhã cung tên dĩ nhiên là của tôn tàng rồi hai người chia đi tô bạch nói hôn nhi cảm thấy ngoài ý muốn như vậy làm sao được sở triệu lắc đầu đây là do cậu liều mạng lấy được sao chúng tôi có thể lấy được chứ hả coi như nợ tôi đi tô bạch không có nói thật ra thì hắn không coi trọng những thứ này Thứ mà hắn xem trọng chính là cảm giác lúc đuổi giết kia. Nói một cách văn hoa chính là Tô Bạch xem trọng quá trình, mà không phải là kết quả. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Tô Bạch gọi điện thoại hoặc là nhắn tin định vị cho Hôn Nhi và Sở Triệu, để bọn hắn tới phụ trách giải quyết hậu quả, dọn dẹp chiến trường. Nếu như bọn họ đã tham dự vào rồi, lấy quan hệ của Tô Bạch và bọn họ, để người ta đi tay không mà về như vậy quan hệ của ba người bọn họ sẽ hoàn toàn dạn nứt dù sao hiện tại sở triệu và huân nhi chỉ mới là người thực tập thôi bọn họ có nhu cầu rất lớn về vũ khí cũng là lúc khao khát có năng lực bảo vệ mình nhất tô bạch rõ ràng ba người hắn huân nhi và sở triệu hoàn toàn không giống như đám người hòa thượng mập mạp giữa ba người bọn họ là tình cảm bạn bè có đôi khi tình cảm này rất không đáng tiền nhưng mà có đôi khi tình cảm cũng rất đáng tiền. Huân Nhi và Sở Triệu liếc thoáng qua nhau. Huân Nhi cảm thấy lấy chiếc dao găm màu tím. Sở Triệu thì cầm cung tên. Hai người đã không nói lời cảm ơn. Bởi vì lúc này nói cảm ơn thì có hơi qua loa rồi. Bình thường hai người luyện tập thêm nhiều một chút đi. Cho dù là người thực tập, muốn thu hoạch được điểm cốt truyền. Điều này không phải là không thể đâu. Tô Bạch nhắc nhở sau đó qua người vào chân Tôi mệt rồi. Huân Nhi và Sở Triệu hiểu ý liếc nhau. Hai người đều rời khỏi phòng bệnh. Chẳng qua hai người không có rời đi, mà chính là ở phòng bên cạnh. Tô Bạch từ từ nhắm hai mắt lại. Cảm nhận cơ thể của hắn dần dần ổn định. Sau đó Tô Bạch đưa tay ra, kéo ngăn tủ ở đầu giường. Lấy một chiếc bình nhỏ, mở bình nhỏ ra. Sau đó để ở miệng bình, ở ngay vị trí chính giữa chán của hắn vậy. Móng tay của Tô Bạch xoẹt qua giữa chán. Trên chán của hắn xuất hiện một vết thương. Ngay sau đấy giọt máu trong bình nhỏ này cũng rơi xuống. Đúng lúc rơi vào vị trí của vết thương. Đến đi nào, thăng cấp. Khi giọt máu này đi vào vết thương mà Tô Bạch vừa gây ra, dung hợp với máu của Tô Bạch, trên người của hắn bắt đầu tỏa ra hơi thở của huyết thống rồi. Giống như là một giọt mực màu đen được nhỏ vào nước khoáng vậy. Đối với cả giọt máu tươi này mà nói thì huyết thống của Tô Bạch tương đương với cả cốc nước khoáng kia. Mang ý nghĩa máu của huyết thống trên người Tô Bạch và giọt máu tươi này gần như không thể so sánh được. Huyết thống của chủ nhân giọt máu tươi này còn cao hơn cả những gì Tô Bạch tưởng tượng. Có lẽ chuyện này ngay cả mập mạp cũng không nghĩ tới. Hiện tại bỗng nhiên Tô Bạch có suy nghĩ muốn đi hỏi mập mạp về lai lịch của giọt máu này. Anh ta lấy nó từ trong chuyện xưa hay là trong hiện thực vậy? Nếu như là trong hiện thực, vậy thì chứng minh bản thân hắn có thể tìm thấy manh mối, đào được nhiều chỗ tốt hơn. Trong lúc mê man thì Tô Bạch vẫn ý thức được giọt máu kia đang dung nhập vào trong máu thịt của hắn. Tô Bạch cảm thấy mình giống như nằm mơ vậy. Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra hắn không phải là đang nằm trên giường bệnh mà chính là bị cố định trên thập tự giá. Xung quanh là ánh mặt trời vô cùng trói mắt và một đám kỵ sĩ mặc áo giáp sáng ngời. Lúc này, ánh nắng thật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Tô Bạch thậm chí có thể cảm nhận được. Đối với cả ánh mặt trời, làn da của hắn càng ngày càng nhăn nheo. Đây chỉ là một loại động thái cân bằng thôi bây giờ đối với tô bạch ánh nắng mặt trời giống như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn vậy nhưng mà thân thể của hắn thì vẫn theo bản năng tiến hành một loại hoạt động tự tái tạo hoặc có thể nói đây là một động thái tra tấn không ngừng dày vò đây là chỗ nào có lẽ hình ảnh trong trí nhớ của giọt máu sao thứ mà máu tươi ngưng tụ ra ở một ma cà rồng có đẳng cấp cao cho dù cả người có vỡ vụn nhưng mà chỉ cần có thể lưu giữ lại một giọt máu thôi, liền có thể từ giọt máu tươi này, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thể của mình. Trong giọt máu tươi này có một đoạn trí nhớ. Ánh nắng mặt trời khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Trung quanh là những vị kỵ sĩ bạc với sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng tỏa ra thứ mùi buồn nôn. Tất cả đều thật tồi tệ. Rất nhanh có hai hồng y giáo chủ chậm rãi đi tới bọn họ rất chậm khiến cho lửa giận và khô nóng trên người tô bạch tăng lên tô bạch há miệng ra nhưng mà không nói được điều gì ngược lại hắn phát hiện ra một tiếng kêu giống như của dã thú vậy dây thanh quản của hắn đã bị tổn thương rồi có thể tàn tà kéo lấy thân thể này mà còn có thể sống sót đã là một kỳ tích không nhỏ rồi trên tay của hồng y giáo chủ giống như cầm chiếu thư vậy sau đó hắn bắt đầu đọc Tô Bạch nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Đây không phải là tiếng Anh, hẳn là một loại ngôn ngữ nào đó trên trái đất. Sau khi đọc xong, hai hồng y giáo chủ đứng sang hai bên cạnh Tô Bạch, sau đó quỳ xuống bắt đầu cầu nguyện. Một trăm tên kỵ sĩ cùng rút kiếm ra, đâm xuống mặt đất. Một tay nắm lấy truy kiếm, quỳ xuống. Bọn họ đang không ngừng hô to thứ gì đấy. Tô Bạch vẫn không hiểu. Hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cảm thấy sao động bất an Hiện tại Tô Bạch cảm thấy Chính mình giống như ngọn cỏ khô vậy Có người không ngừng đốt lửa bên cạnh mình Còn có người thì không ngừng đổ thêm xăng vào nó Tóm lại tất cả mọi thứ xung quanh Đều khiến cho Tô Bạch muốn bùng nổ Đúng thế Trên thực tế Tô Bạch quả đúng là nổ Một đám lửa từ trên trời rơi xuống Đánh thẳng vào trên tập thự giá Mà Tô Bạch đang bị trói trên đấy Hai hồng nghi giáo chủ cùng ở trong ngọn lửa đấy nhưng bọn họ không hề nhúc nhích tiếp tục niệm thứ gì đấy thân thể tô bạch bắt đầu cháy trong ngọn lửa khoảng cách tử vong ngày càng đến gần rồi hơi thở chết chóc cũng không ngừng áp sát đến sau cùng tô bạch phát ra một tiếng chu tất cả trở về hư phô thập tự giá và hai tên hồng y giáo chủ đều hóa thành cho tàn thế nhưng trong cho tàn còn có một giọt máu không muốn để cho người ta biết lưu lại Phù Tô Bạch từ trong ký tức của giọt máu này tỉnh lại Hắn phát hiện ra mồ hôi của mình Đã làm thấm đẫm cả ga giường rồi Lúc này vết thương trên người Tô Bạch Đã khép lại Nhưng mà loại cảm giác nôn nóng tức giận kia Vẫn chưa biến mất khỏi người của hắn Mặt nạ đầu lâu thì giống như là Cảm hứng được nội tâm Tô Bạch Nó chủ động từ trong ngăn kéo bay ra Xuất hiện ở vị trí đầu giường Tô Bạch Chiếc mặt nạ này Giống như là đang lấy lòng Tô Bạch vậy ra hiệu cho Tô Bạch mau đeo nó đi. Cút! Tô Bạch gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, ánh sáng trên chiếc mặt nạ này biến mất, rơi xuống trên mặt đất. Chiếc mặt nạ này có linh tính, Tô Bạch tuyệt đối không cho phép mình bị pháp khí trong tay ảnh hưởng và khống chế, cho dù là một chút cũng không được. Cốc cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, lúc này đã là đêm khuya rồi. Tô Bạch, anh sao thế? Hoan Nhi còn chưa về, vẫn ở phòng bên cạnh. Tôi muốn đi tắm. Tô Bạch nói, được. Hoan Nhi mở cửa phòng đi vào. Đúng lúc nhìn thấy Tô Bạch vén chăn đi xuống giường bệnh. Anh khỏe rồi à? Hoan Nhi có chút khó tin. Huyết thống ma cà đồng thật đúng là thần kỳ. Cô có thể đổi được mà. Chờ tích lũy được đủ điểm câu chuyện thôi. Tô Bạch nói. So với cả thính giả khác thì con đường của tôi gian nan hơn một chút. Cô hẳn là sẽ thuận lợi hơn đấy đúng thế hắn không thể dựa vào điểm cốt truyện sau đó thông qua cửa hàng trên wechat để thăng cấp và cường hóa huyết thống của mình được so với cả bất kỳ thính giả nào con đường của tô bạch gian nan hơn nhiều không được trong lòng tôi đã suy nghĩ kỹ thứ mà mình muốn đổi rồi huân nhi mỉm cười sau đó chủ động giúp tô bạch chuẩn bị quần áo và đồ rửa mặt có cần tôi giúp không cô giúp tôi tắm rửa đó hả tô bạch hỏi ngược lại anh là bệnh nhân, Huân Nhi nói. Được rồi, thân thể tôi đã khỏe bình thường rồi. Huân Nhi cười một tiếng nói với Tô Bạch. Bây giờ anh đã khỏe lại rồi, vậy tôi về trước đây. Trong nhà có ít chuyện, sáng mai tôi mang bữa sáng đến cho anh nhé. Ừ. Tô Bạch khẽ gật đầu, sau đó cởi quần áo bệnh nhân ra, đi vào trong nhà vệ sinh. Dòng nước lạnh lẽo xối lên người khiến cho Tô Bạch run lên một cái, cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi tắm xong, Tô Bạch cảm thấy cả người của mình đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn đứng ở trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương. Nói thật, hiện tại chính bản thân Tô Bạch cũng rất kinh ngạc về sự thay đổi trên người của hắn. Giọt máu kia đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn rồi, thế nhưng dường như không có thay đổi cụ thể nào cả. Cách tốt nhất để kiểm nghiệm một huyết thống của Macaron một mặt là ma pháp huyết tộc, một mặt khác chính là tốc độ hồi phục của vết thương. Đáng tiếc, hiện tại Tô Bạch vẫn chưa tìm được cách thức tu luyện của ma pháp huyết tộc, hắn không thể đổi được từ trong cửa hàng trên WeChat để cường hóa. Tất cả chỉ có thể chờ đợi cơ hội bắt đầu từ con số 0 thôi. Chuyện này đối với Tô Bạch mà nói là quá khó khăn. Đầu tiên phải cảm nhận được hơi thở ma pháp huyết tộc, sau đó từng bước lĩnh ngộ. Lấy ví dụ, mập mạp có thể đổi chất đạo sĩ. Một số đạo pháp có thể là do chính mình lĩnh hội, nhưng mà nhất định phải có căn bản và nền tảng. Hơn nữa, những thứ này đều ở chỗ cửa hàng trên WeChat của phát thanh khủng bố mang đến. Chẳng khác gì việc cho bạn một vé cao tốc. Nếu như nói để mập mạp cần dùng mấy chục năm để cảm hộ, sau đó mới có thể chân chính sử dụng đạo pháp. Có lẽ thính giả không dám lựa chọn con đường cường hóa đạo sĩ. Tần suất của nhiệm vụ trong phát thanh khủng bố không cho phép Tô Bạch chậm rãi đi nghiên cứu ma pháp huyết tộc, nhưng một loại phương thức thử nghiệm khác đơn giản hơn nhiều. Móng tay Tô Bạch rạch ra một vết thương thật sâu ở trên cánh tay trái của mình. Máu tươi chảy ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt, vết thương liên kết vảy, hình thành nên một vết sẹo. Ngay sau đó vết sẹo cũng dần dần biến mất. Tốc độ này nhanh gấp đôi trước kia, hơn nữa trong đầu của hắn thì không ngừng cảm thấy suy yếu. Hiệu quả thật đúng là rõ ràng. Tô Bạch sờ lên vết thương đã biến mất trên tay mình. Trong lòng của hắn cảm thấy hơi thất vọng. Giọt máu này quả thật làm tăng đẳng cấp của huyết thống ma cà đồng trên người của hắn đi. Nhưng mà cũng chỉ đơn giản là từ việc khó giết chết hắn biến thành càng khó giết chết hắn hơn nữa mà thôi. Tuy đẳng cấp tăng lên, nhưng mà hắn thật sự là không khác nhau mấy. Tô Bạch lắc đầu mở cửa, chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh. Dưới chân trơn trượt, Tô Bạch vô thức điều chỉnh trọng tâm của mình. Nếu như người bình thường thì có lẽ trong nháy mắt đã không thoát khỏi cảnh chật chật vời. Nhưng mà đối với Tô Bạch mà nói, năng lực thăng bằng và năng lực phản ứng của hắn mạnh hơn người thường, cho nên hắn nhanh chóng giữ được trọng tâm. Thế nhưng một giây sau, Tô Bạch phát hiện ra mình đứng ở cách cửa phòng vệ sinh nửa mét. Tô Bạch giật mình, hầu kết không ngừng lên xuống. Hắn có chút không dám tin, quay đầu lại nhìn vị trí của mình bây giờ. Hắn tuyệt đối không xuất hiện ảo giác. Vừa rồi chính mình nhất định là ở trong nháy mắt di chuyển nửa mét. Một lần nữa quay lại nhà vệ sinh, Tô Bạch đứng ở trong phòng vệ sinh, đối mặt với cả bên ngoài, sau đó tìm kiếm cảm giác vừa rồi. Cả người chậm rãi nghiêng đi, nghi, ngã về phía trước hắn không cố gắng khống chế trọng tâm của mình nữa một giây sau thì tô bạch phát hiện ra cả người của hắn đã đi vào trạng thái giống như bóng đen hư vô rồi bắt đầu trôi nổi trong dòng nước tô bạch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy chính mình trong gương hoàn toàn là một bóng đen mờ ảo không nhìn thấy thân hình đâu cả nếu như là ở trong bóng đêm hoặc là ẩn giấu trong ánh trăng sẽ khó mà phát giác ra được đi lại trong bóng đêm giống như tử thần ẩn giấu trong bóng tối vậy lúc tô bạch vô thức đứng vững trước chân của mình bóng đen tiêu tán chính mình cũng từ trong bóng đen này một lần nữa lộ ra cảm giác này không tồi lắm trong lòng tô bạch bỗng nhiên dâng lên cảm động còn mẹ nó chứ cuối cùng lúc đánh nhau chính mình không cần phải đối mặt trực tiếp để phải nhận lấy thương tổn nữa rồi hắn đã có năng lực đi hố người khác rồi Rất lâu rất lâu trước đây, khi em ở bên cạnh của anh, anh cũng bên cạnh của em. Rất lâu rất lâu trước đây, anh rời xa em, tự do bay lượn trên bầu trời cao. Thế giới ngoài kia rất tuyệt vời, nhưng mà cũng rất bất đắc dĩ. Lời bài hát vang lên trong quán bar. Bởi vì là xế chiều cho nên trong này không quá đông khách. Mập mạp vừa uống cốc tai, vừa gõ nhẹ lên mặt bàn, đi theo tiết tấu âm nhạc. Tô Bạch lười biếng dựa vào ghế, một bài hát kết thúc, mập mạp mở mắt ra, vẻ mặt mang theo u buồn bi thương. Hát rất hay đấy. Mập mạp cảm thán. Đáng tiếc là phong cách hát bắt chước nghệ sĩ quá lối thời. Tô Bạch nói. Cậu đúng là cái đồ không hiểu nghệ thuật. Mập mạp giơ ngón giữa với cả Tô Bạch. Dùng hành động này để biểu hiện ra sự khinh bỉ với Tô Bạch vì xem thường nghệ thuật. Tôi hiểu cuộc sống này. Tô Bạch nói xong câu đó liền cảm thấy liền cầm thìa khuấy nhẹ vào cốc cà phê của chính mình cốc cà phê này tôi bạch chưa uống một ngụm nào dù dáng vẻ bên ngoài rất cầu kỳ nhưng mà không thể che giấu được việc nó là cà phê hòa tan rất hiển nhiên quán bar này không kinh doanh đàng hoàng cho lắm sáng mai là tôi vào chuyện xưa rồi tôi cảm thấy mình còn chưa được thư giãn liền phải đi vào đây mập mạp lộ ra sầu não cũng không biết lần này như thế nào nữa Tô Bạch tiếp tục cho thêm đường vào trong cốc cà phê của mình, tuy hắn không có dự định uống. "Cậu thì sao?" Mập Mạp thấy Tô Bạch chậm chạp không lên tiếng, anh ta lại hỏi. "Tôi rất thích thú với cả việc đấy." Tô Bạch trả lời. "Tôi cũng muốn bị bệnh tâm thần, như thế có thể lạc quan đi vào chuyện xưa rồi." Mập Mạp trêu chọc nói. "Hôm nay anh hẹn tôi ra đây là để an ủi tâm hồn khẩn trương của anh sao? Khi ngày mai anh phải đi vào chuyện xưa?" Tô Bạch dùng thìa gõ nhận lên cốc cà phê, phối hợp với cả giai điệu bài hát. Tôi không quen biết ai ở Thượng Hải mấy. Trước khi đi vào chuyện xưa, tôi có thói quen tìm người tán gẫu, buông lòng chính mình. Mập mập cười nói. Nhưng mà xem ra cậu không thích nghe lắm. Tôi không thích nghệ thuật. Tô Bạch nói. Nhìn dáng vẻ của cậu rất lãng tử. Gương mặt anh Tuấn, khí chất cao lãnh. Còn biết đánh đàn dương cầm, chặt chặt so với tôi cậu có sức hấp dẫn hơn nhiều. Quán ba chính là thánh địa để cầu dẫn mấy người phụ nữ đã có chồng và mấy cô gái ngây thơ đấy. Tô Bạch hít sâu một hơi, đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến tính tiền. Ngồi thêm một lát đi. Mập mạp hơi bất mãn, anh ta còn chưa chơi đủ. Vậy anh tự chậm rãi chơi đi. Tô Bạch để tiền mặt lên bàn, chính mình rời khỏi quán ba. Hắn lấy một điếu thuốc ra, ngậm vào trong miệng. Mập mạp đi theo hắn ra ngoài Cậu đúng là làm tôi cuột hứng mà Mập mạp bỏ hắn giật Tôi bạch châm lửa Nhả ra một vòng khói nhẹ nhàng gật đầu Anh định quay về khách sạn sao Cậu đi đâu Mập mạp hỏi Tôi dự định đến thăm một người bạn cũ Lúc trước cô ấy bị thương Không biết hiện tại thế nào rồi Là thính giả Không Chỉ là người bình thường thôi Người bạn kia của cậu chỗ nào vậy Tòa nhà vương tử Được rồi Tôi đi với cậu dù sao hôm nay là ngày tôi cũng dùng để điều chỉnh tâm trạng của mình mà. Mập mạp tỏ ra không sao cả. Mỗi thính giả trước khi vào chuyện xưa đều có phương thức để buông lòng chính mình. Đối với Tô Bạch mà nói, phương thức hắn điều chỉnh bản thân chính là chơi bài và xem TV với cả tiểu gia hỏa. Tô Bạch mở cửa xe ra, mập mạp đứng bên cạnh nhìn thấy chiếc xe. Anh ta cảm thấy hơi giật mình, khóe miệng giật giật. Mẹ nó, Cậu có cần làm dứt khoát như vậy không hả? Cậu đem chiếc xe Lamborghini đổi thành chiếc kẻ này sao? Lên xe đi. Đây là do bạn tôi tặng đấy. Nếu không hôm nay tôi đã đi xe máy đến rồi. Tô Bạch vẫy tay với cả Mập Mạc. Mập. Mập Mập ngồi lên xe. Chiếc xe này rõ ràng là đồ second hand rồi. Mập Mập thật đúng là không quen. Thật ra thì xe nào cũng như nhau cả thôi. Dù sao sau khi chết đi, nhiều lắm là đốt cho anh xe giấy. Từ khi nào cậu có loại tư tưởng giác ngộ vậy hả? Mập mạp bĩu môi nói. Cậu có thể liên lạc với cả hòa thượng để cho anh ta cho cậu quy y đấy. Tô Bạch không nói gì. Hắn chỉ an tĩnh lái xe thôi. 15 phút sau thì xe đã lái và bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà vương tử rồi. Nóng quá! Sau khi mập mạp xuống xe, liền dùng tay để quạt. Bạn của cậu mà công ty ở đây à? Gần như là vậy. Đó là một văn phòng. Bạn cậu làm nghề gì vậy? Làm phim hoạt hình hay là làm trò chơi? Cô ấy là chuyên gia vật lý trị liệu, làm giảm đi áp lực tinh thần. Tô Bạch cố ý nói mập mờ với cả mập mạp. Mẹ nói chứ, sao không nói sớm đi? Ngày mai ông đây đi vào chuyện sơ rồi, đúng lúc phải thư giãn đây. Khóe môi Tô Bạch lộ ra ý cười sâu xa, sau đó gật đầu. Được, tôi bao anh. Chật 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 chật, không phải là cậu không có tiền sao, Thế mà còn dùng tiền theo kiểu vung tay quá chán như vậy. Chết không mang đi được. Chỉ cần đủ là tốt rồi. Chặt chặt. Không hổ là chán làm người giàu. Bây giờ cách nói chuyện của cậu khác xưa rồi đấy. Tô Bạch chỉ cười sau đó đi vào trong thang máy. Mập mạp đi theo sau. Thang máy bắt đầu đi lên. Mập mạp làm khởi động. Anh làm gì vậy? Tô Bạch hỏi. Muốn đi massage thì cũng nên thả lỏng gân cốt một chút chứ. Ờ, à anh đúng là có kinh nghiệm đấy dĩ nhiên rồi chờ khi đến nơi thì tô bạch đi ra lúc đi đến cửa phòng làm việc của dĩnh oánh nhi tô bạch nhìn thấy ngoài cửa treo bảng đang làm việc xem ra dĩnh oánh nhi bắt đầu đi làm lại rồi sau khi đi vào thì tô bạch nhìn thấy dĩnh oánh nhi đang mặc bộ đồ màu trắng ngồi ở phía sau bàn làm việc vẽ thứ gì đấy làn da của cô ta có chút trắng bạch không phải là do trang điểm mà là bởi vì cơ thể suy nhược dẫn đến huyết khí không đủ. Xem ra dĩnh oánh nhi chưa hoàn toàn khỏe lại. Người phụ nữ này thật đúng là công việc mà liều mạng mà. Dĩnh oánh nhi nhìn thấy có người đến liền ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó nhiệt tình đứng dậy. Tô thiếu, tôi rất vui vì được gặp lại anh. Lúc này mà mạp đứng sau lưng tô bạch cũng đã nhìn thấy dáng người của dĩnh oánh nhi rồi. Anh ta lộ ra vẻ mặt của chư bát giới, Hiển nhiên, đối với cả dung mạo của Dĩnh Oánh Nhi, mập mạp rất hài lòng. Nghĩ đến việc trước khi vào chuyện xưa, được người phụ nữ xinh đẹp thế này mát xa buông lỏng, thật đúng là một chuyện vô cùng hài lòng. Đáng tiếc, trong lòng mập mạp có hơi tiếc hận. Kẻ ngu ngốc cũng biết ánh mắt của người phụ nữ này nhìn tô bạch có điểm khác thường, cho nên loại suy đoán dùng thân thể để tiếp xúc là không thể nào rồi. Nếu như lúc này Tô Bạch có thể biết được suy nghĩ của mập mạp, có lẽ hắn sẽ không kiềm chế được mà bật cười. Tấm rèm màu hồng kia còn chưa được kéo ra, những dụng cụ kia còn được cất giấu cho trong đấy. Nói thật lòng Tô Bạch không dự định mang cái tên mập mạp lơ lẳng này đến đây đâu. Thế nhưng tên lơ lẳng này lại quyết tâm đi theo tới trải nghiệm một lần. Tô Bạch thật đúng là có chút trò mong nhìn dáng vẻ mập mạp biết được chân tướng bạn của anh à anh không giới thiệu một chút sao dĩnh oánh nhi nhìn về phía của mập mạp đứng sau lưng tô bạch hơi nhún người chào hỏi lễ tiết này thì hơi cổ điển ở trên người của dĩnh oánh của nhi lộ ra khí chất tiểu thư khuê các tô bạch sờ lên mũi của mình gọi anh ta là mập mạp đi mập mạp đây là dĩnh oánh nhi là chuyên gia trong lĩnh vực này chuyên gia mập mạp lặp lại một lần nữa sau đó cười hì hì tôi rất thích bây giờ cô còn có thể làm việc không tô bạc nhìn về phía hấp của dĩnh oánh nhi không nên miễn cưỡng bản thân mình tôi không sao tôi không mặc các loại đồng phục kia nhưng mà vừa đúng lúc này có một bộ kimono rất thích hợp để mặc vào lúc này đấy dĩnh oánh nhi cười giả dối tô bạc hiểu rõ đưa tay vỗ vai cô đừng khách sáo tôi là chuyên gia dĩnh oánh nhi đáp lại lúc này điện thoại di động của mập mạp của Tô Bạch bỗng nhiên đổ chuông, là điện thoại của Hòa Thượng. Tôi ra ngoài, nghe cuộc điện thoại này đã nha, cô giúp bạn tôi buông lỏng một chút nha. Sau khi nói xong thì Tô Bạch cầm điện thoại ra khỏi văn phòng, thuận tay đóng phòng cửa lại. Đến chỗ cửa gần hành lang, Tô Bạch nhấn nút nghe máy. Alo, Tô Bạch à? Giọng nói của Hòa Thượng dễ nghe như trước. Có đôi khi Tô Bạch thậm chí còn cảm thấy Hòa Thượng rất thích hợp đi làm MC trên mạng. Anh ta không cần làm gì cả. Chỉ là yên lặng nhìn vào màn hình không ngừng tụng a di đà Phật. Đoán chừng còn nổi tiếng hơn cả mấy cô MC hở ngực nhiều lần. Có chuyện gì vậy? Tô Bạch hỏi. Đồng thời trong lòng Tô Bạch đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Hòa Thượng sẽ hỏi về bức tranh kia. Ngày mai Mần Tăng sẽ đến Thượng Hải để tham gia đại hội tông giáo. Đến lúc đấy thì có thể tôi sẽ đến quấy giải cậu đấy. Không vấn đề gì đâu. Anh cứ đến Thượng Hải đi, đã có tôi đón tiếp rồi. Ờ, à, cứ thế nhá, a di đà Phật, a di đà Phật. Tô Bạch cúp máy. Sau đó Tô Bạch đi đến cửa phòng làm việc. Hắn phát hiện ra bên trong không chuyển ra động tĩnh gì cả. Tô Bạch hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mở cửa ra đi vào. Tô Bạch không tin Dĩnh Oánh Nhi thật sự là mát xa cho mập mạp. Quả nhiên, hai tay mập mạp đang bị khóa lại trên còng tay. Dĩnh Oánh Nhi đã đổi lại trang phục nhà hắn Cách ăn mặc của cô sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn tương phản với cảnh tượng của nơi này, càng khiến cho người ta cảm thấy kích thích. Thật đúng là một người phụ nữ giống như hồ ly vậy. Trên đầu của mập mạp bị chụp một cái túi ni lông, có thể anh ta hơi run rẩy. Dưới sự chuyên nghiệp của Dĩnh Oanh Nhi, mập mạp dường như còn rất hưởng thụ. Quả nhiên ngạt thở là một loại phương pháp khiến cho người ta say mê tận hưởng. Lúc này điện thoại của Tô Bạch bỗng nhiên run lên, có một tin tức mới được đăng tải. Tô Bạch mở ra xem, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mập Mạp đang hưởng thụ. "Mập Mạp, anh đã xem 10 năm của chúng ta chưa?" Mập Mạp lắc đầu. "Anh biết kiều nhậm lương không?" Mập Mạp lại lắc đầu, hiển nhiên anh ta không có hứng thú với cả làng giải trí. Một diễn viên ca sĩ khá giỏi tự sát. Tô Bạch có chút thương cảm nói, "Trên internet có lời đồn, nói khi anh ta chết trên cổ tay của anh ta có mấy vết máu ứ đọc, hơn nữa còn có một chiếc túi ni lông ở đấy. Báo chí thật đúng là vô lương tâm mà, vì muốn có người đọc mà ngay cả tin tức về người chết cũng không buông tha. Trước kia tôi từng xem qua phim của anh ta đóng rồi, thật đúng là một thanh niên xuất sắc. Hè, không để cho người đã khuất yên nghỉ, lại còn đi bịa đặt chuyện, mấy phóng viên đó nhất định sẽ gặp báo ứng thôi. Một chút danh giới cuối cùng cũng không có mập mập nghe tô bạch nhắc đến túi ni lông mấy viết máu ứ động trên cổ tay rồi còn cả tử vong cả người của anh ta run lên lập tức bắt đầu liều mạng rằng co mập mập nằm sấp trên ghế sofa không ngừng thở hồn hển trên người đầm đìa mồ hôi tô bạch ngồi ở sau bàn làm việc cổ dĩnh oánh nhi hai chân thể gác lên bàn làm việc dĩnh oánh nhi bưng rượu đến cho tô bạch sau khi rót rượu cho tô bạch xong Cô đi thay một bộ quần áo khác rồi quay lại. "Cô mệt hả?" Tô Bạch hỏi. "Không mệt, tôi cảm thấy rất thú vị." Dinh Oánh Nhi trả lời. "Hai kẻ biến thái." Mập mạp nằm trên ghế nói thầm. "Cô thích loại cảm giác nắm giữ sinh mạng của người khác trong tay sao?" Tô Bạch hỏi. Dinh Oánh Nhi khẽ gật đầu. "Bởi vì như thế có thể mang đến cho tôi cảm giác thỏa mãn và thành công." Tô Bạch cầm ly rượu lên chạm cốc với cả Dinh Oánh Nhi sau đó uống một ngụm nói thật lòng thì tô bạch không thích uống rượu vang đỏ hắn thích loại vang có nồng độ cao như là rượu trắng hơn chẳng qua bình thường tô bạch cũng không có thói quen uống rượu dường như là ngoại trừ thuốc lá ra hắn không có sở thích nào khác gần đây anh thế nào tôi rất tốt tô bạch xô tay nói hai lần đến chỗ tôi điều trị tôi còn chưa trả tiền anh đến đây không cần tiền dinh oánh nhi nói trong gara của tôi có mấy chiếc xe đấy. Ngày mai tôi sẽ cho người ta mang đến tặng cô một chiếc. Dù sao gần đây Tô Bạch chính là đang tán tài. Hiện tại mấy chiếc xe sang trọng trong gara thì cũng cần phải được xử lý thôi. Chiếc xe mà hắn đang lái là do sở triệu đưa cho. Anh muốn bao nuôi tôi sao? Dĩnh Oanh Nhi trực tiếp ngồi lên đùi Tô Bạch. Cơ thể của cô ta mềm nhũn, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, nhạt, khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu tôi sắp biến thành một kẻ nghèo rớt mùng tơi rồi. Hơn nữa, tôi còn có một đứa con trai nữa. Tôi không bao nuôi nổi cô đâu. Không vấn đề gì, tôi có thể bao nuôi anh mà. Dĩnh oánh nhi nghiêng người dựa vào tô bạch. Một bàn tay búp măng không ngừng chọc vào ngực tô bạch. Lời này thật khiến cho người ta cảm động mà. Tô Bạch khẽ vỗ lên lưng của Dĩnh Oánh Nhi. Thời gian không còn sớm nữa đâu. Tôi phải về nấu cơm cho con trai tôi đây. Dĩnh Oánh Nhi rất biết điều từ trên người Tô Bạch đứng dậy nói. Anh biết không? Có đôi khi năng lực phá hoại bầu không khí của anh thật khiến cho người ta nổi giận đấy. Xin lỗi nhá. Tô Bạch hơi cúi người. Sau đó hắn đi đến chiếc sofa. Lúc này mập mạp đã tỉnh táo lại rồi. Nhưng mà trên mặt vẫn còn có nụ cười. Thật đúng là hưởng thụ. Anh chưa chết hả? Nói nhảm Mập mạp trả lời. Vậy thì đi thôi. Sáng mai anh phải đi rồi đấy. Tô Bạch nhắc nhở. Tôi có cảm giác giống như vừa từ quá chết trở về vậy. Bỗng nhiên cảm thấy thế giới này rộng mở quá đi à? À, vậy anh tiếp tục ở đây phát xuân đi. Tôi đi trước đây. Đừng đừng má cậu phải tiến tôi về khách sạn nữa. Không tiện đường đâu. Vậy tôi qua nhà cậu ăn trực được không? Đúng rồi, cậu đừng nói ngay cả căn biệt thự ở Thượng Hải. Cậu cũng tặng cho hai người ta đấy nhá. Tôi chưa làm thế đâu. Chẳng qua cũng sắp rồi. Tô Bạch nói, vậy thì được rồi, đi theo đi, tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của cậu. Tô Bạch và Mập Mạp đi thang máy xuống gầm 10 xe. Xe chạy ra đường lớn, Mập Mạp tìm mổ đĩa. Nhưng mà lại phát hiện ra trong chiếc xe này chỉ có đài radio thôi, không có gì khác cả. Anh ta không khỏi cảm thấy buồn bực. Tôi nói này, thật ra thì cậu không cần thiết phải quyết liệt như vậy đâu. Cho dù cậu muốn làm một người cha tốt, tôi tin nếu như anh muốn anh có thể đi xe sang ở biệt thự cho nên đừng ở chỗ này nói nhảm với tôi tô bạch không chút khách khí phản bác đúng thế lấy năng lực của mập mạp anh ta muốn kiếm tiền để sống một cuộc sống ưu việt hơn đây tuyệt đối không phải là vấn đề khó khăn gì thế nhưng anh ta không làm thế trên thực tế mấy thính giả mà tô bạch quen biết đều sống đơn giản được rồi sao như bị cậu nói trúng đi một tay mập mạp để ở ngoài cửa sổ xe, cảm thụ xúc cảm khi gió luồn qua tay. Anh ta đột nhiên nói: "A à Bạch, tôi quên mất, vận tốc xe là bao nhiêu vậy? Để khi tôi cho tay ra ngoài cửa sổ, có cảm giác giống như bóp ngực phụ nữ vậy nhỉ?" Tô Bạch không có ý định trả lời vấn đề cấp thấp này, thế nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước ngực của mình có cảm giác nhói đau. Tô Bạch phanh xe lại, đổ bên lề đường tay của mập mạp va vào một tấm bảng hiệu bên đường anh ta hít sâu một hơi vừa mới chuẩn bị mắng chửi người thì lại thấy tô bạch rất thống khổ gục vào tay lái cậu nhận được thông báo nhiệm vụ sao mập mạp tay hơi sưng anh ta cũng biết không thể trách tô bạch chuyện này được lúc phát thanh khủng bố tuyên bố nhiệm vụ sẽ thống khổ như vậy đấy chính bản thân mập mạp đã trải qua rất nhiều lần rồi một lát sau thì cuối cùng tô bạch chậm rãi ngẩng đầu hắn lập tức lấy di động ra. Quả nhiên, Nick Combo đã gửi tin tức riêng cho hắn rồi. Ba ngày nữa sẽ đi vào chuyện xưa. Ba ngày, cậu không đi cùng tôi vào một chuyện xưa rồi. Mập mạp thất vọng. Anh muốn tôi ở trong chuyện xưa đi tìm để làm thịt anh hả? Mẹ nó chứ, cậu đừng đoạn tuyệt như vậy. Chuyện xưa lần trước anh hố tôi, tôi còn chưa tính sổi với anh đâu đấy. Tô Bạch nói, dù sao lần sau có cơ hội anh đi vào cùng một thế giới với tôi, những chuyện khác tôi không làm, giết anh trước rồi nói sau đấy. Mập mập mặt nghẹt, lần này thông báo rất ngắn, Tô Bạch khó khăn một tiếng. Chỉ thông báo thời gian thôi, không nói gì khác. Có lẽ lần này nếu thông báo tin tức liên quan đến chuyện xưa quá sớm sẽ ảnh hưởng đến tính thú vị của nó đấy. Mập mạp suy đoán, kệ nó đi vậy. Tô Bạch cất di động, một lần nữa khởi động xe. Tôi đưa anh trở về nha. Hôm nay tôi không nấu cơm đâu. Ờ, Mập Mạp đã hiểu rồi. Chờ Tô Bạch đưa Mập Mạp đến khách sạn rồi quay về nhà. Hắn phát hiện ra Tiểu Gia Hỏa và Cát Tường đang chơi ở trong vườn hoa của biệt thự. Tiểu Gia Hỏa muốn nắm được đuôi của Cát Tường. Mỗi lần Cát Tường đều cố ý để cho Tiểu Gia Hỏa thiếu chút nữa thì bắt được. Một người một mèo chơi đến quên cả trời đất. Tô Bạch bước xuống xe, đi vào bên trong vườn hoa. Tiểu Gia Hỏa cao hứng bừng bừng, bò về phía Tô Bạch muốn được bế. Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa. Hắn rõ ràng cảm giác được Tiểu Gia Hỏa đã nặng hơn trước rất nhiều, hoặc là nói rắn chắc hơn rồi. Con mà béo thêm nữa, cha không thể bế được con nữa đâu. Tô Bạch nhéo mũi Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa nắm lấy ngón tay của hắn. Cát Tường liếc thoáng qua Tô Bạch, sau đó nhảy lên chiếc bàn trong vườn hoa. Trên đó có một bức tranh. Cát Tường dùng móng vuốt của nó để chỉ vào đấy, ra hiệu cho Tô Bạch đến. Tô Bạch bế tiểu gia hỏa đi tới. Lúc này trong bức tranh là khung cảnh đồng lúa vàng ống, mùa màng bội thu. Bức tranh không ngừng thay đổi, điều này Tô Bạch đã biết từ trước rồi. Thế nhưng Tô Bạch không rõ vì sao Cát Tường vẫn luôn nghiên cứu bức tranh này. Chẳng lẽ con mèo này đổi sang nghề nghiên cứu khảo cổ rồi sao? Mèo! Các tường nhìn vô bức tranh rồi kêu lên một tiếng. Tiếng kêu này của nó rất dài, giống như mang theo một giọng điệu và nhịp điệu đặc biệt vậy. Ngay sau đó trong bức tranh cánh đồng lúa vàng biến mất. Thay vào đó là một cảnh sắc hoang vu bắt đầu xuất hiện. Một tế đàn đơn sơ được tạo thành từ đá chậm rãi hiện ra. Ánh mắt tô bạch hơi nheo lại, Cảnh tượng này thật đúng là thú vị. Cát Tường nhảy tới trước mặt Tô Bạch, lắc lơ móng vuốt mèo. Tô Bạch xòe tay ra. Cát Tường dùng móng vuốt của mình, rạch một đường trên lòng bàn tay của hắn. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Sau đó Cát Tường lùi sang một bên, trở về chỗ bên cạnh bức tranh. Dùng móng vuốt của mình để vẽ lên tế đàn trong tranh. Tiểu Giao Hỏa thấy tay Tô Bạch chảy máu, cậu bé che mắt không dám nhìn. Tô Bạch nhẹ nhàng dỗ tiểu gia hỏa, sau đó hắn đi đến bên cạnh bức tranh, đem lòng bàn tay của mình ấn lên trên đấy. Trong nháy mắt, khi Tô Bạch nhấc tay mình lên, hắn phát hiện ra tế đàn kia đỏ như máu. Rất nhanh, màu đỏ đó chậm rãi biến mất. Sau cùng, trên tế đàn trong bức tranh xuất hiện bóng dáng Tô Bạch. Tô Bạch đang khoanh chân ngồi trên tế đàn, hai mắt nhắm nghiền. Đây là một bản sao khác của chính mình ư? Một phút sau thì Tô Bạch bỗng nhiên cảm giác thấy thị giác của mình trở nên rối loạn. Cảnh sắc trước mắt và một loại cảnh sắc khác trồng chéo lên nhau. Dường như hắn có hai thị giác khác biệt. Tô Bạch nhắm mắt lại, sau đó ổn định tâm trạng của mình. Hắn lại một lần nữa mở mắt ra. Ngay sau đây hắn nhìn thấy trước mặt của mình là một vùng hoang vu. Khắp nơi đều là hải cốt, mà hắn thì đang đứng trên một tế đàn. Tô Bạch ngẩng đầu bầu trời u ám một phần ý thức của hắn đã đi vào khung cảnh bên trong bức tranh rồi sao như vậy ở chỗ này có thể có được chỗ tốt gì đây đây là điều mà tô bạch muốn biết nhất hòa thượng đuổi theo thứ này rất nhiều người cũng đuổi theo thứ này nếu như nó chỉ là một bức tranh có thể thay đổi cảnh sát thôi tô bạch không tin hòa thượng và những thính giả khác có thực lực mạnh lại nhàm chán đi đuổi theo bức tranh này nhất định có tác dụng nào đó ẩn giấu người khác Ánh mắt của Tô Bạch hơi trầm xuống. Hắn nhìn xuống tế đàn dưới chân. Trên đó có một số hoa văn. Hoa văn rất phức tạp, rất huyền ảo. Tô Bạch có một loại dự cảm. Thứ này có liên quan đến huyết thống của hắn, nói không chừng chính là ma pháp của huyết tộc. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi, hẹn gặp các bạn tập sau nhé.